Frankie, tỷ số là bao nhiêu? Frankie, tỷ số là bao nhiêu? Đó là cách mà cổ động viên Man United đáp lại Frankie the Zong sau một mùa hè đầy drama giữa anh với Quỷ Đỏ. Sau cùng, những người chiến thắng là Man United với một trận cầu nhiều kịch tính và bất ngờ. Ở trận đấu này, Man United đã có hai hiệp đấu trái ngược nhau. Hiệp 1 chơi không tốt nhưng hiệp 2 thì lột xác hoàn toàn. Bước vào trận đấu với khí thế hừng hực, tuy nhiên đội chủ nhà đã bị dội một gáo nước lạnh với tiếng còi thổi penalty sau tình huống Bruno va chạm với cầu thủ Barca trong vòng cấm. Bị dẫn trước từ khá sớm, Man United chơi không thực sự hay trong 45 phút đầu để có bàn thắng gỡ hòa. Thật may cho họ khi Barca cũng đá không xuất sắc và còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở những phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Trong một trận cầu giằng co như vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thể hiện dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Man United qua việc thay người. Những sự điều chỉnh nhân sự của ông trong hiệp 2 đã giúp cho MU chơi tốt hơn và hiệu quả hơn hẳn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Xét tổng thể toàn trận, Man United hay hơn Barca nên chiến thắng của đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng. Sau giờ nghỉ giữa hiệp thi đấu đầu tiên, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã khích lệ các học trò để giúp họ chơi thăng hoa hơn trong hiệp 2. Ông chia sẻ, tôi đã nhấn mạnh vào hai chữ niềm tin với các cầu thủ. Chúng tôi có nhiều năng lượng hơn, thế nhưng đã không tận dụng đủ tốt. Tôi cho rằng cả đội có thể gây nhiều áp lực và chơi quả cảm hơn nữa. Đó là những gì tôi nhấn mạnh với các cầu thủ ở trong hiệp 2. Tôi thích thứ bóng đá sôi động. Tôi không muốn đội của tôi chơi nhàm chán. Tôi muốn thứ bóng đá của mình cống hiến cho khán giả. Đó là phải chơi tốc độ. Chiến thắng của Man United trước Barca rõ ràng đã cho người ta thấy được vai trò của Fred là quan trọng đến nhường nào. Câu nói, thành bại tại Fred quả là không sai trong trường hợp này. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 đến từ pha vung chân phải quyết đoán và hiểm hóc của Fred. Nhưng bàn thắng không phải là điểm nhấn duy nhất mà tiền vệ Brazil để lại ở trận đấu này. 90 phút thi đấu, Fred đã chơi năng nổ, thi đấu đầy lăn xả và là nhân tố quan trọng giúp kiểm tỏa cái tên Frankie de Jong bên phía Barca. Một trận đấu mà Fred chơi cực tốt nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ người đồng hương Casemiro. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag đã ví Fred như một con muỗi. Ông cho biết, Fred có một vai trò quan trọng. Cậu ấy đã thi đấu như một con muỗi xung quanh Frankie de Jong để ngăn chặn cầu thủ của đối phương. Trận lượt đi cậu ấy đã làm rất xuất sắc, đến trận lượt về thì còn ghi bàn nữa, thật là tuyệt vời. Không chỉ Fred, Man United còn có khá nhiều những cái tên đã thi đấu nổi bật để đóng góp vào thắng lợi đầy cảm xúc này. Tại hàng phòng ngự, Varane và Martinez đã thực sự tạo nên bức tường kiên cố trước khung thành của De Gea. Martinez dù nhỏ con, luôn phải đeo bám người khổng lồ Lewandowski, nhưng anh vẫn luôn chiếm thế thượng phong trong những pha tranh chấp. Varane bằng khả năng phán đoán siêu đẳng của mình cũng không ít lần hóa giải những pha tấn công nguy hiểm của đội khách. Ở phía trên, Casemiro có một ngày thi đấu không quá xuất sắc nhưng đẳng cấp của một CDM hàng đầu thế giới đã có tác động rất lớn, giúp các vệ tinh xung quanh anh thi đấu thăng hoa hơn. Bruno là tội đồ trong quả 11m của Quỷ Đỏ, nhưng ở cả hai bàn thắng sau đó, anh đã góp dấu giày trực tiếp vào cả hai bàn. Trong suốt cả trận, như thường lệ, Bruno chơi năng nổ và đầy nhiệt huyết. Ở trận đấu này cũng thể hiện tài thay người của huấn luyện viên Erik ten Hag, rút Sancho ra và tung vào sân những Antony hay Garnacho. Họ đã giúp cho những biếng đánh biên của Quỷ Đỏ trở nên linh hoạt và khó lường hơn. Antony đã có màn tái xuất sau chấn thương một cách đầy xuất sắc với pha dứt điểm cảm giác và hiểm hóc mang lại thắng lợi cho United. Trong một ngày mà các cầu thủ MU chơi thăng hoa thì bên phía Barca nhiều cái tên đã không thể hiện được như kỳ vọng. Rafinha đã có một ngày thi đấu tuyệt hay ở Camp Nou thì lại tàng hình ở Old Trafford. Trong trận đấu này, những cái tên chơi nổi bật nhất bên phía Barca có thể kể đến như Busquets hay Balde. Vậy là Man United đã giành chiến thắng chung cuộc. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục hành trình ở 4 đấu trường đang tham dự, đó là Premier League, Cúp Liên đoàn, FA Cup và Europa League. Còn với Barca, tập trung cho cuộc đua ở La Liga sẽ là nhiệm vụ lớn nhất của Xavi và các học trò vào lúc này.